Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu để cho mọi người lựa chọn này. Đấy, hôm nay có những cái cần như thế này đây. Đấy, quay qua cho mọi người thấy trước. Rồi, mình sẽ giới thiệu cần câu một. Đầu tiên là cái cần ba khúc này. Hiệu của nó đây, Olympic nha mọi người. Đấy, cần ba khúc Olympic. Đấy. Cần này thì cần phíp thôi, cần ba khúc Olympic phíp. Cần này ngoại hình của nó 80% nhiều người rất là mới. Đấy. Bát thường này, dàn khoan của nó này, khoan của nó ok nha mọi người. Đấy. Khoan rất ok. Đấy. Nó chỉ có 4 cái khoan thôi mà rất là ngon. Đấy. Cần này thì dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m29, cân nặng của nó là 380g, đường kính đột đỉnh của nó là 2,5 ly nha mọi người. Cần này cần số 1, 250.000, số 1 250.000 nha mọi người. Kim đi ra. Tiếp theo cái cần số 2, cần 3 khúc phíp, cần chất liệu phíp nha mọi người. Đây qua này, sợi thủy tinh này. Cần này thì độ mới của nó khoảng 75% rồi, 75% á, cứng, dàn khoan còn ok nha mọi người, khoan còn ok. Bát này, bát Fuji FX7 này. Đấy. Đấy. Cần này dài dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m27, đường kính độc đỉnh của nó là 3,3 ly, cân nặng là 580g. Cần này cần số 2, 320.000, 320.000 nha mọi người. Được không? Cần số 3 này. Số 3 là một cái cần này hiệu gì đó, mắt tay mà giờ không biết hiệu gì. Đấy. Nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Đấy. Cần ba khúc này, có một cái phan bị hư này. Đấy. Phan này phan thứ hai từ trên xuống, từ đọc xuống đấy. Đấy. Còn lại phan thì ok. Đấy. Có một phan đọc, 5 phan tất cả. Đấy. Có 5 phan hư mất một cái phan. Đấy. Ba khúc nha mọi người. Bát trượt này. Đấy. Cần này dài 39, thu vào ngắn nhất là 1m37, cân nặng là 740g, đường kính đọc đỉnh của nó là 3,6 ly. Đấy. Giá 200.000. Cần số 3. 200. Số 3 200.000. Số 4 cũng là một cây cần 3 đoạn. Chất liệu là phíp. Đấy. Hãng à, coi mờ mất cái tem hãng rồi nha mọi người, mất cái tem hãng gì rồi. Đấy. Cần này thì độ mới của nó khoảng cỡ 65-70% nha mọi người. Đấy. Đấy. Phan thứ hai từ đọt xuống này nó bị hư này. Đấy. Còn lại mấy cái phan còn lại thì ok. Đấy. Nha mọi người. Bát vặn này. Rồi. Cần này dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 1m35, đường kính đột đỉnh của nó là 3,4 ly, còn cân nặng là 880g.
Cây số 4 này. 200. Số 4 200 nha mọi người. Đi ra. Tiếp theo là một cây cần rút. Này. Rút hiệu gì đây? Này hiệu gì không rõ nữa. Đây là Olympic. Cần rút Olympic nha mọi người. Cần rút Olympic. Cần này thì cần phím. Đấy. Cần này ngoại hình của nó khoảng cỡ 75-80% nha mọi người. Này, dòng fan của nó này. Fuji này mới cản luôn. Đấy. Một đoạn. Hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả nha mọi người. Bốn đoạn tất cả. Đấy. Bát Fuji FX7. Cần là dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m06 nha mọi người. Cân nặng là 430g, đường kính độc đỉnh là 3.1 ly. Cái cần này cần số số 5 này 400, số 5 400 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 6. Số 6 là cái cần khinh thơm này đây. Cần rút chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này khoảng 70%. Đây, dàn fan Fuji này. Rất là đẹp. Đây, chỗ này bị đứt này. Đứt cái kim loại nữa. Đây, này cũng đứt này. Này cũng đứt này. Đứt nhưng mà mình thấy vẫn còn ok. Vẫn dùng ok. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Có tất cả năm đoạn. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Này. Cái cần này dài 4m2, thu vào ngắn nhất của nó là 98cm, đường kính độc đỉnh của nó là 3 ly, còn cân nặng là 480g nha mọi người. Đây là cái số 6. Số 6. Cái này 370.000. Số 6 370.000. Tiếp theo là cây cần số 7, cũng là một cây cần rút. Cần này cần Shimano, rút Shimano. Cây cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng 70%. Đấy, bát là Fuji FX7 này. Dàn fan thì hư gần hết rồi. Đây, như mọi người thấy đó. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Nó có bốn đoạn như thế. Cân nặng là... Nó có chiều dài là 3m8, thu vào ngắn nhất của nó là 1m11, cân nặng là 340g, đường kính độc đỉnh là 2,6 ly. Đó. Cây này cây số 7. Đó. Cây này bán 130.000. Số 7 130.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 8. Này. Hiệu của nó đây. Cái cần này thì cần rút, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 65%. Đây, bát Fuji FX7, còn mấy cái fan của nó đây. Fan của nó thì cũng gần hư hai cái này, này. Cái này có cái bị nứt, cái này bị nứt, cái này thì cũng còn nhưng mà cũng bị nứt luôn. Đây. Nhưng mà fan không ok đó. Này, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người.
cần này dài 39, thu vào ngắn nhất là 1,1 mét, 1,1 mét. Cân nặng là 340 g, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly. Cây này cây số 8. Số 8 đây là bán 130 nghìn. Số 8 130 nghìn nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 9. Số 9 cũng là một cây cần rút. Cần hiệu gì đây? Bass Fuji FX6 này. Thằng này thì chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu fib, ngoại hình của nó ở 80%. Càng phan này, mới ngon này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người, có tất cả bốn đoạn. Cần này dài 3,5 mét, thu vào ngắn nhất là 1,04 mét, đường kính độc đỉnh là 2,7 ly, cân nặng là 360 g nha mọi người. Cái này cái cần số 9. Số 9 này giá 270 nghìn. Số 9 270 nghìn nha mọi người. Số 9 270 nghìn. Tiếp theo cái cần số 10. Số 10 là cái cần hiệu này đây, Korea này. Cái cần này cũng là cần rút nha mọi người, cần rút. Chất liệu là fib, ngoại hình của nó khoảng 70%. Đấy, mình khoảng 70%. Này, dàn phan này. Đấy. Hai cái này hư. Có nứt kỹ gì không? Mình nghĩ không. Đấy. Rồi. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người, bốn đoạn tất cả. Cần này dài 3,6 m, thu vào ngắn nhất là 1,03 m, đường kính đột đỉnh là 3 ly, cân nặng là 280 g, 280 g nhé. Đây, đây này cây số số 10. Số 10 130 nghìn. Số 10 130 nghìn nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần đai hoa. Cần đai hoa, cần rút nha mọi người. Chất liệu là fib. Đấy. Ngoại hình của nó khoảng gỡ 65%. Đấy. Màu sơn được còn độ mới khoảng gỡ 65%. Đây, cái dàn phan thì nó hầu như là hư hết, còn được cái phan đọt này không. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, bốn đoạn. Bát thường nha mọi người, bát thường. Đấy. Cần này dài 3,9 m, thu vào ngắn nhất là 1,16 m, cân nặng là 540 g, đường kính độc đỉnh là 3,2 ly. Cái này cái số 11. Này giá 150 nghìn. 11 150 nghìn nha mọi người. Theo là cây số 12. Số 12 là cây cần này, LFT. Đấy, cần này cần rút nha mọi người, cần rút. Chất liệu là fib. Ngoại hình của nó phải trên 90%, rất là đẹp nha mọi người, sáng bóng. Đấy. Dàn phan này, phan kim loại thì ok, miễn chê rồi. Đấy. Bát thường. Đấy. Hai khúc mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha mọi người, 6 khúc tất cả, 6 đoạn, có 6 đoạn.
6 đoạn tất cả. Bát thường cần là dài 5m4, thu vào ngắn nhất là 1m1, cân nặng là 480g, đường kính đột đỉnh là 1.7 ly. Cái này cái số 12, số 12 giá 280. Nghìn nha mọi người. Tiếp theo là cây số 13, là một cái cần đai hoa, cây cần đai hoa cần rút nha mọi người, cần rút đai hoa, chất liệu là phíp, này, chất liệu phíp nha mọi người, bát Fuji FX7 này, đấy, dàn fan của nó còn ngon này, đấy. Một đoạn, hai đoạn. Nó có 3 đoạn thôi. Ủa, 3 hướng thôi. 1, 2, 3, 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn mình nhập. Nó có 4 đoạn nha mọi người. Đấy. Cần đai hoa, 4 đoạn. Đấy. Cần này độ mới của nó phải 85% nha mọi người. 85%. Dài 4m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m29, đường kính đọc đỉnh của nó là 2.7 ly, cân nặng là 620g. Cây này cây số 13, 370.000. 13, 370.000 cho mọi người. Tiếp theo là cây cần số 14. Mắt tem rồi. Đó. Ngoài hộp nó thì có đai hoa đây. À, không biết có phải đúng của không. Không mà mình cũng chưa rõ nữa nhé. Như của nó rồi. Đó. Này. Này. Đọt này. Càng này em kiểu càng tay trợ máy á. Cọc nó cái fan rất là nhỏ, cần tay trợ máy nó cọc fan nhỏ luôn rồi. Đấy. Fan đầy đủ. Fan đầy đủ nha mọi người, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn. 6 đoạn tất cả. Bát thường thôi. À, dài 6m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m26, đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 480g. Đó. Cái này cây số 14. 14, giá 400 nha mọi người. Giá 400. Tiếp theo là cây cần số 15, là một cây cần tay nha mọi người. Cây này cần phíp rút. Cần phíp loại cần rút nha mọi người. Đây hãng gì thì không thấy tem nữa, tóc mất tem rồi. Đấy, đọt này. Đấy. 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 Có mấy đoạn, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn tất cả nha mọi người. Không còn tem,
không còn tem, nhưng mà nhìn cái đế này là như của nó là đế này là đế của thằng Đai Hoa nha mọi người, không còn tem nhưng mà nhìn cái đế này là đế của thằng Đai Hoa đấy. Căn này dài 6 mét này, thu gọn ngắn nhất của nó là 1m2 này, đường kính độc đỉnh của nó là 2,3 ly này, căn nặng là 600g. Cái cần này cần số 15 nặng giá 250.000, 15 250.000. Tiếp theo là cái cần số 16. Không, cái này không phải cái cần. Đây, cần số 16. Đây. Cần số 16 là cái cần NFT nha mọi người. Đấy, NFT đây. Cũng là cần phíp nha mọi người, cần tay phíp hãng NFT, ngoại hình của nó khoảng 75% nha mọi người. 1, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn nha mọi người, 6 đoạn mà có một cái đoạn chỗ này nó mắc mất cái vành sắt nha mọi người. Đấy. Này dài 7m1, thu và ngắn nhất của nó là 1m35, đường kính độc đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng là 660g. Đây, cái cần này số 16. 16 này giá là 280.000. 280.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cây để mình gắn cái đầu vợt hoặc đầu chĩa đồ vào đây nha mọi người. Đây, mọi người đã thấy rồi đấy. Đây, nó có hai cỡ này, thấy chưa? Cỡ để gắn cái đầu to hoặc thích thì chuyển qua cái đầu nhỏ đây. Đó, chuyển qua cái cốt nhỏ hơn. Đấy, này. 1 ống, 2 ống, 3 ống, 4 ống, 5 ống, tất cả. Đấy. Cái này thì chất liệu là phíp thôi, ngoại hình của nó khoảng cỡ 70% nha mọi người. Ngoại hình 70% đấy. Này, dài 4m1, thu vào ngắn nhất là 1m04. Còn cân nặng của nó là 810g. Đấy. Số 17. Đấy, cái này 300. 17 300 nha mọi người. Tiếp theo cũng là một cái cây để gắn đầu vật nữa. Đây. Đây nha mọi người. Đấy, xếp lại. Cây này thì có hai đoạn thế này đây. Đấy, chất liệu là phíp của Olympic nha mọi người, cái cần này của Olympic nha. Đấy, cần Olympic, chất liệu phíp hai đoạn. Đấy. Thế thôi. Còn hình của cây này thì khoảng 65-70%. Nó dài 2m2, thu vào ngắn nhất của nó là 98cm nè. Đường kính của cái đọc quen. Cái cân nặng của nó là 240g nha mọi người. Đây này số 18, 180. Nha mọi người. Tiếp theo là một cái cây đỡ này. Đấy, cây đỡ. Đấy. Cây đỡ này thì chả có gì để nấu. Đó, nó bằng kim loại nha mọi người. Cây đỡ này bằng kim loại. Này. Nó dài 1m12. Cân nặng của nó là 220g. Đấy. Số 19. 19. Giá 100 nha mọi người. 19 giá 100.
Tiếp theo là số 20. Số 20 là một cây xỉa này. Cây xỉa 3 chia đây. Đây. Đây mọi người. Cây này xỉa cá này. Đây chưa? Này. Cây này mình tè trúc gì đây. Đây. Cây này dài 2 mét thu này, đúng rồi. Dài 1m33 nha mọi người. Cân nặng là 210g. Đấy. Còn cái giá tiền của nó là 150. Đấy. 20. 150.000. Ok. Số 20 này cũng kết thúc những món hàng trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Là mình cũng nhắc đi nhắc lại trong từng video luôn, là mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code. Ship code có nghĩa là chuyển hàng tới nơi mọi người xem hàng ok mọi người thanh toán nhé. Và đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới vận chuyển cho mọi người với ship. Và một cái nữa, nó là mọi người lúc mọi người nhận hàng, mọi người bắt buộc phải mở ra xem hàng xem nó có bị sai so với mình giới thiệu hoặc là nhầm hàng hay là như thế nào. Khi mà mọi người đã nhận hàng rồi á, thanh toán xong rồi á, thì mọi người không kiện cáo nữa nha mọi người. Tại vì tránh trường hợp là mọi người nhận hàng về rồi mà lúc khác mọi người mới mở ra thì mọi người lại bảo là nứt bể này kia, lúc đó mình không có bắt đầy được bay vận chuyển nên là cũng thiệt thòi cho mình. Nên mọi người cũng có trách nhiệm một tí là mọi người phải mở ra kiểm tra cho mình xem là hàng nó đã ok chưa. Nếu như mà không đúng so với mình giới thiệu đấy, hoặc là bị bể gãi nứt gì thì mọi người báo luôn cho mình để mình báo bên vận chuyển người ta phát sinh bồi thường gì mình nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.